kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào bạn, mình là Huy. Đợt này mình thấy rất là nhiều anh em mua Ugreen 2 Tone X5, nên trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset tai nghe, một vài thao tác cảm ứng cơ bản cũng như giải đáp một vài câu hỏi mà mình nhận được trong các video trước đó về con X5 này. Đầu tiên, về các thao tác cảm ứng của tai nghe thì khi mua về, các bạn có thể xem ngay ở phía sau vỏ hộp. Ugreen hầu hết tai nghe nhé, đều có hướng dẫn cảm ứng ở phía sau vỏ hộp rất là đầy đủ. Anh em không phải tìm trong sách hướng dẫn. Đây là con 2 Tone T3 này, 2 Tone T2 của mình này. Ugreen nó sale rất là khô máu cho nên là mình không cưỡng lại được, mình phải nói thật là như vậy. Nên mình đã mua khá nhiều tai nghe của Ugreen. Một là để sưu tầm, hai là các cái sản phẩm này chất lượng nó khá ổn thì mình sẽ tiến hành giveaway dần. Điểm lại các cái thao tác cảm ứng trên con X5, các bạn sẽ có thao tác một chạm để play pau nhạc, thao tác 3 chạm để tiến lùi bài, thao tác 2 chạm để tăng giảm âm lượng. Vậy là tai nghe này có tăng giảm âm lượng trực tiếp trên tai nghe được luôn, khá là đầy đủ. Khi có cuộc gọi đến này, một chạm để nhận cuộc gọi, nhấn giữ 2 giây để kết thúc cuộc gọi. Tai nghe này cũng có chế độ game mode các bạn nhé, có độ trễ là 70 mili giây, thì mình đã test cơ bản là đáp ứng tốt các cái tựa game hiện nay. Các bạn chạm 4 chạm ở cảm ứng tai trái hoặc tai phải để bật tắt chế độ game mode và nó sẽ có âm báo. Cuối cùng thì chúng ta sẽ gọi trợ lý ảo bằng cách là nhấn giữ cảm ứng 2 giây. Phía bên dưới này thì các bạn sẽ có thông số kỹ thuật rất là đầy đủ của mẫu tai nghe này, bao gồm chuẩn Bluetooth 5.2 này, các codec hỗ trợ cũng rất là đầy đủ, aptX, AAC, SBC. Tần số đáp ứng của nó là từ 20Hz đến 20kHz này. Bên cạnh này là các cái thông số liên quan đến thời gian sạc pin cũng như thời gian chơi nhạc. Phần thứ hai mình muốn chia sẻ đến các bạn là cách để reset con X5 này. Thì trên dock sạc của con X5 này các bạn sẽ có một cái nút cứng ở phía sau. Cái nút này có 3 chức năng. Chức năng đầu tiên là nhấn một lần để check lượng pin còn lại của dock sạc. Chức năng thứ hai là chức năng để ngắt kết nối với thiết bị hiện tại và để các bạn có thể kết nối sang được một cái thiết bị mới. Thì mình ví dụ ở đây, con tai nghe này của mình nó có chức năng mở nắp để kết nối này. Mở nắp dock ra, cái bản lề này là bản lề chống sập các bạn nhé. Mở phật ra phát như này thì nó sẽ tự động kết nối với điện thoại. Cái tốc độ kết nối ấy, thì mình thấy khá là nhanh. Nó còn phụ thuộc vào cái điện thoại của các bạn như nào nữa. Cái điện thoại này của mình là iPhone 8 cho nên là nó sẽ hơi chậm hơn một chút. Khi kết nối như này rồi thì ví dụ các bạn muốn đưa cái tai nghe này để kết nối sang một thiết bị khác hoặc là đưa cho bạn bè mượn mà không muốn tắt Bluetooth của điện thoại đi. Vì ví dụ như điện thoại của mình nó đang kết nối với đồng hồ thông minh nữa chẳng hạn, thì mình sẽ nhấn giữ nút ở trên cái dock sạc này 3 giây. Đến khi đèn chớp như này, hai đèn ở hai bên chớp, thì tai nghe của mình nó đã ngắt kết nối với điện thoại rồi. Và lúc này thì các bạn có thể kết nối sang máy tính này, kết nối sang điện thoại khác này, hoặc là đưa cho bạn bè mượn cái tai nghe này. Lúc sau khi các bạn lấy tai nghe về, các bạn chỉ cần mở nắp ra, nó sẽ tự kết nối lại với điện thoại và chúng ta sẽ không mất công phải thao tác cảm ứng thủ công. Tuy nhiên đôi khi thì chúng ta vẫn cần thao tác thủ công lại. Trường hợp đó là theo mình hiểu là kiểu điện thoại nó bị ngáo hay sao, thỉnh thoảng vẫn có trường hợp như vậy. Và tai nghe nào hầu hết thì mình gặp là thi thoảng vẫn có những trường hợp nó bị ngáo như vậy. Cuối cùng thì để reset tai nghe, bước 1, các bạn sẽ vào cài đặt Bluetooth này, xóa hết các cái kết nối cũ liên quan đến 2 Tone X5 đi. Bước 2, các bạn sẽ mở tai nghe ở trạng thái như này, nhấn giữ nút phía sau 10 giây. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, sau khi đủ 10 giây ấy, thì ba cái đèn này nó sẽ sáng lên. Và các bạn chờ một lát cho hai tai nghe nó tự reset này. Nó reset xong thì nó sẽ tự pair với nhau. Pair với nhau xong thì một bên cái đèn này nó sẽ tắt đi, còn bên còn lại nó sẽ chớp trắng xanh như này. Lúc này thì các bạn có thể kết nối lại với điện thoại hoàn toàn bình thường. Thì đây là trường hợp mà reset tai nghe khi mà tai nghe của chúng ta hoạt động không như mong muốn. Thế còn thực tế sử dụng thì mình dùng con X5 này thấy nó cũng rất là ổn định. Mình chưa bao giờ gặp lỗi phải reset tai nghe cả. Mình chỉ chủ động reset để thử cái thao tác reset nó như nào thôi.
Con này là một con tai nghe sử dụng chip QCC3040 mà mình thấy khá là ổn định. Đó là về cách preset tai nghe. Cuối cùng thì là một vài câu hỏi mà mình nhận được trong các cái video trước đây về X5. Câu hỏi đầu tiên đấy là có bạn hỏi mình là khi trong quá trình bạn sử dụng ấy, thì nó sẽ có hai cái đèn ở hai bên này báo trạng thái sạc pin tương ứng với tai nghe bên phải và tai nghe bên trái này, và bạn thấy là trong quá trình bạn sử dụng thì thường xuyên một bên là nó sạc xong trước, khi nào sạc xong thì cái đèn này tắt đi, thì thường xuyên là một bên sạc xong trước, một bên sạc xong sau, thì bạn hỏi mình là có vấn đề gì không. Đây ví dụ như ở đây thì tai phải đã sạc xong trước rồi và tai trái thì nó vẫn đang sạc tiếp, bạn ấy lo lắng là không biết là có vấn đề gì không, thì mình xin trả lời là đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường với tai nghe True Wireless nhé, không chỉ riêng với con X5 này đâu mà nhiều tai nghe khác mình sử dụng mình cũng đều thấy hiện tượng này. Mặc dù là con X5 này nó sử dụng chip là QCC3040, là một con chip mà hai bên tai nghe pin nó tiêu hao khá là tương đồng nhau, nhưng mà nó không bằng nhau tuyệt đối được, cho nên trong quá trình sạc pin lại ấy, thì sẽ có một bên sạc xong trước là điều hoàn toàn bình thường, giống như một vài tai nghe khác ở đây cũng tương tự như vậy, có đèn báo như vậy. Như là con phin CC2 này của mình ấy, thì qua quá trình quan sát này thì cũng sẽ thấy là một bên sẽ sạc pin xong trước, một bên sạc pin xong sau. Điều này ấy, nó sẽ càng rõ ràng khi mà các bạn kết nối với các cái điện thoại mà nó đời sâu rồi, giống như là con CC2 này mình test lúc Tết. Khi mà mình test lúc Tết thì mình kết nối con CC2 này với ba điện thoại, một là Pixel 4XL, hai là con 11 Pro Max, thì hai cái điện thoại này nó cho cái tiêu hao pin của hai bên tai nghe nó rất đồng đều nhau, nhưng khi test với con iPhone 8 này chẳng hạn thì hai bên khi quá trình sử dụng nó sẽ lệch nhau khá nhiều. Chính vì lệch nhau pin trong quá trình sử dụng như vậy cho nên quá trình sạc lại thì bên nào một bên sạc xong trước, một bên sạc xong sau là hiện tượng hết sức bình thường. Cho nên các bạn có thể yên tâm ở con X5, nó cũng không chênh lệch quá nhiều như vậy. Nhưng nếu như chênh lệch quá thì có thể do là cái điện thoại của các bạn chuẩn nó đã hơi cũ rồi. Tiếp đến thì không phải là chuẩn Bluetooth của con iPhone 8 này hình như vẫn là 5.0 thì phải. Nhưng mà trong quá trình test thực tế thì mình nhận ra cái kết quả như vậy trên con phin CC2. Và mình nghĩ là nếu như dùng con iPhone 8 mà kết nối với nhiều cái tai nghe khác thì nó cũng sẽ xảy ra cái tình trạng tương tự như vậy thôi. Câu hỏi cuối cùng trong video này cũng là một câu hỏi liên quan đến đèn báo. Thì có bạn hỏi mình là cái đèn báo trên housing của con X5 này nó biểu thị điều gì? Tại sao một bên nháy, một bên không? Có lúc thì bên này nháy, lúc thì bên kia nháy. Thì cái đèn báo trên housing của con X5 này nó là cái đèn báo trạng thái kết nối của tai nghe. Ví dụ như trường hợp này, khi mà các bạn vừa mở tai nghe ra nhé. Đây. Các bạn vừa mở tai nghe ra này, cả hai bên nó sẽ nháy xanh lên một cái. Sau đó thì hai tai nó sẽ tự kết nối với nhau và một bên thì nó sẽ tắt đi và một bên thì sẽ nháy trắng xanh. Ở trạng thái này thì nó đang biểu thị là tai nghe này đang chờ kết nối, chưa kết nối với một thiết bị nào cả. Sau khi kết nối xong này, sau khi kết nối xong thì cả hai bên đèn này nó sẽ tắt đi, không còn bên nào nháy nữa. Thì cái đèn này chỉ đơn thuần báo trạng thái kết nối của tai nghe thôi các bạn nhé. Và cái cách báo trạng thái kết nối này thì mỗi hãng họ có cái cách làm khác nhau. Ví dụ như ở đây mình có con phin CC2 chẳng hạn, thì cái cách báo trạng thái kết nối của nó như thế nào? Khi mà mở ra này, cả hai cùng nháy xanh một cái đây. Sau đó thì nó sẽ vào trạng thái tìm kết nối. Đấy. Vào trạng thái tìm kết nối thì nó sẽ nháy cả hai bên tai màu xanh như này, chớp. Hoặc là với con LiperTech Z3 của mình, khi nhấc ra này, cả hai đều sáng màu cam này. Sau đó thì nó cũng vào trạng thái chờ kết nối. Vào trạng thái chờ kết nối của con Z3 này thì một bên nháy trắng cam, một bên chớp màu trắng. Đó là cái cách tùy biến đèn của mỗi hãng khác nhau thôi. Có rất là nhiều hãng họ chỉ nháy một bên như này, đây là chuyện hết sức bình thường các bạn nhé. Và ví dụ như trên con X5 này thì có lúc các bạn sẽ thấy nó chớp bên phải, có lúc thì nó sẽ chớp trắng xanh bên trái. Vì cái tai nghe này thì kết nối không phân biệt chính phụ, nó sẽ ngẫu nhiên chọn một bên làm kiểu tai nghe chính ấy. Bên còn lại thì sẽ làm phụ, nhưng mà
Nó có thể chuyển đổi qua lại nhau vì nó sử dụng chip là QCC3040. Các bạn có thể nghe một bên tai, bên còn lại bỏ vào dock hết sức bình thường mà không phân biệt chính phụ. Thì trên đây là toàn bộ các cái chia sẻ của mình, các cái câu hỏi mà mình nhận được liên quan đến con Ugreen 2 Tone X5. Nếu như trong quá trình sử dụng các bạn gặp bất cứ vấn đề nào với bất cứ mẫu tai nghe True Wireless nào thì các bạn có thể post bài vào group, mình sẽ để link ở bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sử dụng. Chúc các bạn xem video vui vẻ và hy vọng là các bạn sẽ ưng ý với chiếc Urin 2 Tone X5 mà các bạn săn sale được. Dù sao thì mình cũng đã mua khá nhiều tai nghe ở tầm giá khoảng độ 500k đến dưới 1 triệu. Con X5 này là một con tai nghe mà mình rất ấn tượng về độ hoàn thiện, độ chỉn chu của nó.